À, xin chào các em. Hôm nay thầy Thanh hướng dẫn chúng ta giải đề ôn thi. Và video trước thì hướng dẫn chúng ta giải đề số 6 rồi. Thì video này thì hướng dẫn chúng ta giải đề số 7. Lần lượt thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải các đề từ mức độ dễ đến khó. Thí dụ như các em mà học để mà quyết tâm mà thi đỗ cao á, thì các em ráng xem hết những câu là 37, 38, 39, 40. Còn nếu như mục tiêu của mình á, mình biết rằng mình không làm nổi những cái câu mà thầy vừa nói, thì chúng ta có thể ráng học tới câu 32 là được rồi. Thì trong các video á, thì thầy sẽ giảng lý thuyết thật là kỹ để giúp cho chúng ta nắm bắt thật là chắc kiến thức để chúng ta thi. Nào, chúng ta vào video nha. Nhớ like video và chia sẻ kênh YouTube giúp thầy. Thì hiện tại là chúng ta sẽ vào câu số 1. Câu số 1 là chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào cái này thì nhiều bạn là trả lời khối lượng là sai, đúng không? Con lắc đơn á, là chu kỳ T bằng gì nào? T bằng 2π căn L chia cho G. Như vậy chu kỳ của con lắc đơn á, là nó sẽ phụ thuộc vào cái khối lượng là không đúng. Đúng nào, tại vì ở đây nè, T bằng 2π căn L trên G thì chu kỳ nó sẽ phụ thuộc vào L với G thôi. Vậy qua A lỗi rồi. Câu B, vị trí con lắc đang dao động. Nhiều bạn không hiểu vị trí liên quan gì. Thầy nói luôn nè. Gia tốc rơi tự do G được tính theo công thức là G bằng G lớn nhân M lớn chia cho R cộng với H tất cả bình vuông. H là cái độ cao của cái vị trí mình đang xét so với mặt đất. Còn R lớn là bán kính trái đất. Thì dựa vào công thức này chúng ta thấy nè, nếu càng lên cao H càng lớn thì G nó càng nhỏ. Như vậy rõ ràng chỉ cần H thay đổi thì có lẽ là G thay đổi, dẫn đến chu kỳ con lắc đơn sẽ thay đổi. Như vậy chu kỳ dao động con lắc đơn nó phụ thuộc vào vị trí con lắc dao động. Câu B ha. Rồi còn câu C, câu D là cách kích thích con lắc dao động. Cách kích thích thì nó liên quan đến biên độ thôi, năng lượng, đúng nào? Còn biên độ dao động của con lắc không liên quan gì tới cái con lắc đơn, ok chưa? Chu kỳ con lắc đơn không có liên quan tới biên độ, nhớ rõ chưa? Câu số 2, hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số ngược qua nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2, dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu? Này rất là dễ, do hai dao động này là hai dao động là ngược qua nhau, đúng nào? Vậy biên độ tổng hợp á, sẽ tính bằng phép toán trừ, cùng khoa là cộng ngược khoa là trừ nha. Thì chúng ta chọn đáp án là câu A, câu 2A nhé. Rồi câu số 3, một cái con lắc lò xo gồm một cái vật nhỏ và một lò xo nhẹ có độ cứng K đang dao động điều hòa, móc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng con lắc ở ly đầu x là thế năng của con lắc lò xo được tính theo công thức là 1 phần 2k nhân với x bình vuông, đúng nào? 1 phần 2k x bình. Câu B, cái này thầy không đọc ra đáp án ha, biết ngay. Câu số 4, hai cái nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng cái gì nào? Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng phương cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Vậy đáp án này chúng ta đánh ngay câu C, độ lệch pha hay còn gọi là hiệu số pha đó các em. Rồi câu số 5, một cái sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây á có bước sóng là lambda. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nhiêu? Thì trong cái hiện tượng sóng dừng nữa các em, khoảng cách giữa hai cái nút liên tiếp là nửa bước sóng, khoảng cách giữa hai điểm bụng liên tiếp cũng là nửa bước sóng, khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là 1/4 bước sóng, đúng nào? Vì khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nửa bước sóng, đáp án D, ok chưa? Đó. Câu số 6, có hai điện tích điểm Q1, Q2 chúng hút nhau. Hút nhau thì cho chúng nó sẽ mang điện trái dấu, đúng nào? Đây là bài đầu tiên của chương trình học lý 11. Các điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau, đúng nào? Nó hút nhau, nó mang điện trái dấu, mình chọn đáp án là đáp án D, là Q1 nhân Q2 đa số, số âm, trái dấu mà. Đó. Thì tích Q1 chia Q2 là số âm nha. Câu số 7, công suất của nguồn điện được xác định theo công thức nào?
công suất nguồn điện được xác định không, tức là E nhân cho I, B nguồn là E nhân I nha. Cái nào mà liên quan tới nguồn thì có chữ E, E là sức điện động của nguồn điện. Ok chưa? Rồi. Các em nhớ chia sẻ kênh YouTube giúp thầy và đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Mỗi cái chia sẻ của các em tiếp theo năng lượng để thầy xây dựng các video để dạy chúng ta. Câu số 8. Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm là Y, cường độ âm chuẩn là Y0, mức cường độ âm L của sóng âm tại vị trí này được xác định theo công thức nào? Thì công thức đó là đáp án là đáp án A. L dB á, ở đơn vị dB là đọc là dB. Nhiều bạn tới giờ không biết đọc cái đơn vị này đấy chứ. Đồng ý chưa? Bằng 10 log Y trên Y0. Y là cái cường độ âm mình đang xét, Y0 là cường độ âm chuẩn thường người ta cho trước. Đồng ý chưa? Còn nếu như mà L chúng ta dùng đơn vị là Ben á, L dùng đơn vị là Ben đây, thì nó sẽ là log của Y trên Y0, tôi bỏ số 10 đi. Ok chưa? Rồi. Câu số 9. Pin quang điện là cái nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Pin quang điện á là dựa vào hiện tượng quang điện trong. Rồi, chúng ta chọn đáp án D nha. Pin quang điện hay quang điện trở dựa vào quang điện trong. Rồi, chúng ta đến câu số 10. Đối nguyên tử hydro, biểu thức nào sau đây chỉ ra bán kính R của quỹ đạo dần thứ N? Rất là dễ các em, công thức đại học thuộc thôi, là N bình phương là R không. Câu B. Câu 11. Hạt nhân nguyên tử XAZ được cấu tạo như thế nào? A gồm Z nơi trong và A proton. Thôi thì nói gì lâu lắm. Hạt nhân thì được cấu tạo bởi là Z proton nè. XAZ đúng là Z proton. Số nơutron là A, còn số nơi trong là con số A trừ Z. Đồng ý chưa? Vậy đáp án câu C nha. Chúng ta giải những cái câu từ 1 tới 30 á, hoặc 32 á, nó cũng khá dễ dàng. Ở mức độ này nếu mà chúng ta nắm bắt chắc kiến thức là chúng ta lấy được điểm 8. Đồng ý chưa? Rồi, câu số 12. Con lắc đơn dao động điều hòa khi tăng chiều dài lên 4 lần thì tần số nó thế nào? Người ta đang hỏi tần số nha, thì mình viết công thức tần số ra là F bằng là 1 trên 2 pi căn G chia cho gì? L. Như vậy thì rõ ràng là F này nó tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của L. Đồng ý chưa? Nhiều bạn biện luận nhầm theo cái chiều cái gì đó. À, biện biện làm nhầm biện luận nhầm theo theo thằng chu kỳ á, là t tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của L. Các bạn nói thầy thầy là khi mà chiều tăng 4 lần thì tần số tăng 2 lần càng lắc. Ở đây biện luận tần số là nhìn công thức tần số F tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 chiều dài con lắc. Như vậy L tăng 4 lần thì F sẽ giảm 2 lần, tại căn 4 ra 2 mà đúng không? À, chúng ta chọn đáp án B. Chọn B nha. Chọn B. Rồi, câu 13. Cho các chất sau: không khí ở 0 độ C, không khí ở 25 độ C, nước và sắt, sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào? Sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường rắn, cái đánh lỏng và cuối cùng là chất chất khí. Vậy thì chất rắn đó chính là sắt đúng nào? Sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường sắt. Ok chưa? Rồi, câu số 14. Đặt vào hai đầu động mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều U bằng U không sin ô t, thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I được tính theo công thức nào? Thì ở đây chúng ta vô lưu ý nè, tan phi thì bằng là ZL trừ cho ZC trên R. Đồng ý chưa? Ở đây ZL chính là omega nhân L, ZC là một phần của C. Đáp án A. ZL gọi là cảm kháng, còn ZC gọi là dung dung kháng. Đồng ý chưa? Rồi, câu số 15. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 µm là ứng với màu gì? 0,75 µm là màu đỏ. Đúng không? Cái này đơn giản học thuộc thôi. Đó. Ok chưa? Đáp án B. Câu số 16. Tìm phát biểu đúng về phóng xạ beta cộng. Beta cộng là dòng hạt bô-di trong, thực ra chính là phản hạt của electron, tức là hạt ở trong màn điện dương. Đồng ý chưa? Thầy nói đến đó chắc biết rồi. Đáp án D. Như vậy phóng xạ beta cộng chính là chùm hạt bô di trong.
thực chất là ở trong điện dương, đồng ý chưa? Câu số 20, với một cái công suất điện năng xác định truyền đi trên đường truyền, khi tăng hiệu điện thế lên 10 lần thì hao phí giảm. Khi tăng UN lần thì hao phí giảm N bình quân lần. Nhắc công thức chơi nè, B hạnh phúc. Hao phí là hạnh phúc đó. Hạnh phúc là sự cho đi. Bằng R nhân với B phát bình quân chia cho U phát bình quân và nhân với cos phi bình quân. Đó. Như vậy chúng ta nhìn nè. Vậy nếu như mà U tăng là 10 lần, tức là U bình. Đó, đúng nào? Thì hao phí sẽ giảm 100 lần. Đáp án đi. Ok chưa? Rồi 10 16 đến 20 câu 17, 18, 19 là ba cái câu đó là thầy thấy nó có vấn đề, nó sẽ cắt ra khỏi bộ đề luôn. Đồng ý chưa? Rồi. Câu 21. Điều nào sau đây là đúng thì nói về máy biến thế? À, cụm sơ cấp của máy biến thế là cụm nối với nguồn điện cần biến đổi. Đúng rồi, máy biến áp á, có hai cụm, cụm nối với nguồn gọi là cụm sơ cấp. À, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Đây, câu A. Còn cụm thứ cấp nối với nguồn điện là sai. Cụm thứ cấp nối với tải. Đồng ý chưa? Rồi, cụm sơ cấp của máy biến thế là cụm nối tải, chặt lắc luôn. Cụm sơ cấp nối với nguồn. À, D, hao phí của máy biến thế là cuộn nối với tải tiêu thụ ở mặt ngoài, chặt lắc luôn. Đồng ý chưa? Đó. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là máy biến áp hay gọi là máy biến thế là thiết bị biến đổi điện áp sơ chiều. Đồng ý chưa? Hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, nó có hai cuộn. Cuộn nối với nguồn gọi là cuộn sơ cấp, cuộn nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ cấp. Ok chưa? À, đáp án mình chọn là câu A. Rồi, câu số 22. Một động mạch xoay chiều gồm điện trở R và mắc cái tụ điện C. Nếu ZC bằng R thì cường độ dòng điện qua điện trở luôn. Không nào, cường độ dòng điện. Như vậy dễ thôi, chúng ta tính tan phi thôi. Tan phi bằng gì nào? À, thay đổi sang màu hồng, nếu màu hồng nam tính ha. Tan phi bằng ZL trừ ZC chia cho R. Ở đây ZL không có, mình khỏi nhập vô. Mà ZC bằng R thì ZC chia R ra 1 này là trừ 1. Đúng nào? Thì mình sẽ ra được, bấm shift tan của trừ 1. Máy tính để chế độ ra văn là chữ R nè. Đồng ý chưa? Thì phi sẽ ra là trừ pi trên 4. Phi âm là U chậm pha hơn Y một góc pi trên 2. U chậm pha hơn Y thì dòng điện Y sẽ sao? À, sẽ sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc bao nhiêu? Pi trên 2. Như vậy thì nhanh pha pi trên 2 so với điện áp hai đầu mạch. Đồng ý chưa? Ở đây là trừ pi trên 4 mà nhanh pha pi trên 4. Thầy nhầm. Nhanh pha pi trên 4 so với điện áp hai đầu mạch nhé. Ok chưa? Rồi câu B. Mình tính ra là trừ pi trên 4 mà tự nhiên sao thầy nghĩ tới pi trên 2. Rồi câu 23. À, thời gian ngắn nhất để chất điểm dao động điều hòa có chu kỳ T đi từ vị trí x bằng a đến vị trí bằng trừ a trên 2. Cái này thì vẽ trục thời gian nhắc nhở chúng ta luôn nè. Đó. Nhiều bạn thì không nắm chắc mấy này bị mất điểm uổng lắm. Thực ra rất là dễ đây. Ô nè, ở đây là trừ a trên 2 nè, ở đây là trừ a nè, rồi ở đây là a trên 2 nè, đây là a nè. Thỉnh thoảng những bài toán mà liên quan đến trục thời gian là thầy Nguyễn Thanh á, là sẽ viết lại để nhắc nhở cho chúng ta. Đồng ý chưa? Như vậy thì nhắc nè, thời gian từ chỗ trừ a trên 2 đến ô, thời gian này chính là t trên 12. Đúng nào? Còn đồng ý chưa? Còn thời gian từ đây đến đây là t trên gì? T trên 6. Đồng ý chưa? Thời gian từ đây đến đây cũng là t trên 12. Đây thầy đang nhắc là trục thời gian nha, thầy chưa có vào bài tập đâu. Từ đây đến đây là t trên 6. Đồng ý chưa? Bây giờ thì yêu cầu chúng ta tính thời gian từ đâu đến đâu ạ? Từ chỗ x bằng bằng a nè, ở chỗ này nè. Đấy. Đúng nào? Đến chỗ x bằng trừ a trên 2 không? Đến đây không nào? Như vậy thời gian từ từ cái chỗ này đến chỗ này cộng lại thôi. Đồng ý chưa? Dễ quá mà. Đồng ý chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè,
thời gian từ cái chỗ mà x bằng a đến chỗ x bằng trừ a trên 2 học thuộc luôn chứ thầy. À, lấy t trên 6 cộng t trên 12 cộng t trên 12 nữa sẽ ra là t trên 3. Ok chưa? Thuộc thuộc thời gian giải quyết được rất nhiều vấn đề, rất nhanh, rất hiệu quả. OB. Đồng ý chưa? Thầy nói thêm cái nữa nè. Thời gian từ chỗ x bằng trừ a cho đến chỗ a trên 2 cũng là t trên 3 nha. Đồng ý chưa? Thời gian từ chỗ a trên 2 cho tới biên quay lại a trên 2 cũng là t trên 3 nha. Thời gian từ chỗ trừ a trên 2 cho tới trừ a quay lại chỗ trừ a trên 2 cũng là t trên 3 nha. Như vậy những khoảng thời gian màu xanh ở trên hình thầy vẽ đó là t trên 3. Ok chưa? Rồi câu 24. Điện áp xoay chiều U bằng U căn 2 cos omega T. U dương, omega cũng là dương luôn. Vào hai đầu cái cuộn cảm có độ từ cảm L. Câu nội dung điện hiệu dụng là quá dễ. Điện áp hiệu dụng là U Y hiệu dụng thì bằng U hiệu dụng chia cho ZL. Đúng không? U hiệu dụng ZL là omega nhân L. L in nha. Vậy đáp án là câu B. Nhẹ nhàng như đi chơi đúng không? Đó. Câu 25. Trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm từ luôn sao? Ở đây là các vectơ này có phương thế nào? Nhìn cái hình này dễ. Đây chính là vectơ E nè. Thầy đang nâng tầm lên rảnh rỗi thì sẽ dạy những cái bài toán khó. Đây vectơ B nè. Còn đây chính là vectơ B nè. Rõ ràng trong cái hình này là chúng ta nhìn thấy là E với B nè. E với B nè. Và B với B nè. Nó sẽ vuông góc với nhau từng đôi một. Đồng ý chưa? Như vậy nói về phương á, thì vectơ cường độ trường và vectơ cảm từ nó sẽ có phương là vuông góc nhau. Câu C. Nhớ là ba vectơ E, B, V vuông góc với nhau tạo ra một cái tam diện thuận. Đồng ý chưa? Rồi câu 26. Một cái mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi tăng độ tự cảm lên 2 lần, giảm điện dung đi 2 lần thành số mạch thế nào? Biết công thức ra thôi. Nè, F bằng gì? 1 trên 2 pi căn LC. Đó. Chúng ta thấy không? Đề thi có khó không? Hoàn toàn không. Những bạn siêng học yêu thích vật lý là làm được hết. Như vậy chúng ta thấy nè, khi mà L tăng 2 lần mà C giảm 2 lần, L tăng 2 lần, C giảm 2 lần thì tích LC không đổi. Như vậy thì dẫn đến tần số không đổi. Ta chọn câu A. Đồng ý chưa? Chu kỳ tần số ở đây không đổi luôn. Rồi câu số 27. Hạt tải điện trong chất điện phân. Trong chất điện phân có hai loại hạt tải điện, đó là ion dương và ion âm. Làm gì có E trong? Đúng nào? Đây đáp án A. Chúng ta nhìn nè. E trong nè. E trong nè. E trong nè. Hạt tải điện trong chất điện phân có hai loại hạt thôi. Ion dương và ion âm. Đó. Theo dõi kênh YouTube của thầy là các em sẽ thi đạt kết quả cao thôi. À, chia sẻ kênh YouTube thầy đến các em lớp 10, 11 dành thầy nha. À, tại vì trong kênh của thầy có rất nhiều video dành cho lớp 10 và 11. Rồi câu 28. Một cái sóng điện từ có tần số 30 MHz. Nhiều bạn đọc không được. M lớn, đọc là mega. MHz đổi sẽ là nhân 10 mũ 6 nha. Tốc độ trong chân không là 3 nhân 10 mũ 8. Bước sóng là nhiêu? Đúng nào? Tính lambda ra. Thầy giải luôn cho đây đi. Rồi. Lambda bằng C nhỏ trên F. C nhỏ là 3 nhân 10 mũ 8. Tốc độ sáng trong chân không. F là 30 MHz đổi sáng là nhân 10 mũ 6. Đồng ý chưa? Đó. Như vậy ở đây chúng ta bấm máy ra được là 10 mét. Này thì nhẩm được luôn chứ khỏi bấm máy. Đồng ý chưa? Nhẩm được luôn. Rồi chúng ta đến câu số 29. À quên, đã đáp án 10 mét câu C nhé. Ok chưa? Giải trắc nghiệm giải được mà không đã đáp án là không có điểm đâu. Rồi đến câu 29. Trong chân không các bước xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là bước sóng giảm dần. Trong thang sóng điện từ bước sóng giảm dần là từ sóng vô tuyến nè, tia hồng ngoại nè, ánh sáng nhìn thấy nè, tia tử ngoại nè, tia X nè, tia gamma nè, đó. Và ánh sáng nhìn thấy là gồm các màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, tím, đúng không? Như vậy bạn nào thuộc được thang sóng điện từ là có thể làm được vài câu trong đề thi đại học rồi. Đây là thứ tự bước sóng giảm dần của câu A nè, tia hồng ngoại, ánh sáng tím là ánh sáng nhìn thấy á, tia tử ngoại, tia rentgen, chuẩn câu A đúng. Câu A đúng ha.
đúng không nào? Công thân sóng điện từ, thầy đọc lại nguyên một cái giải này chúng ta nhìn nào. Bước sóng từ lớn đến bé nhỉ, sóng vô tuyến nè, tia hồng ngoại nè, ánh sáng nhìn thấy nè, gồm các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím nè, rồi tia tử ngoại nè, tia X nè, rồi tia gamma. Đồng ý chứ? Vậy có khó khăn gì đâu. Rồi, bạn nào học mà không nhớ là mở đọc tới đọc lui nhiều lần cho nhớ, mà không đi viết ra ghi lại cũng được. Câu số 30. Đây đây này chắc quên này. Đây. Một cái hình chữ nhật kích thước 3 × 4 đặt trong một cái từ trường điều, cảm từ B là 5 × 10 mũ trừ 4 tích la. Vector cảm từ hợp với mặt phẳng khung góc 30. Đây thì vẽ khung dây ra. Từ thông qua khung là bao nhiêu? Đây, khung dây hình chữ nhật hả? Hình chữ nhật trong không gian, ta thì vẽ hình trong không gian đi ha. Trước tiên, trước khi vẽ hình thì thầy tính diện tích ớt các bạn. Ớt nhiều bạn quên thì lắm, không sao đâu. Ớt bằng 3 × 4 nè, 3 × 4 là 12 cm² nè. Đổi sang mét vuông nè, là 12 nè nhân 10 mũ trừ 4 nè mét vuông nè. Ok chưa? Rồi khung dây hình chữ nhật có trong không gian hình chữ nhật vẽ là hình gì? Hình elip không? Hình bình hành đúng không? Đây là vector pháp tuyến n nè. Đó. Đồng ý chưa? Còn vector cảm từ B hợp với mặt phẳng khung bao nhiêu? Hợp mặt phẳng khung là 30 độ, đây vector B ha. Đây góc này 30. Như vậy vector cảm từ hợp với mặt phẳng khung 30 thì nó hợp với pháp tuyến. Pháp tuyến là vuông góc với mặt phẳng khung mà đúng nào? Vậy cái góc này là nhiêu? Là alpha. Alpha phải là 60 không? Lấy 90 mà trừ cho là 30 ra 60, đúng nào? Đến đây mình tính từ thông là phi nè bằng n nhà bác sĩ nè, nbs nè, nhân với cos alpha. Ở đây người ta xét thế này là một, còn dây n là một nè. B là 5 × 10 mũ trừ 4, s là 12 × 10 mũ trừ 4, nhân với cos của 60 độ, đúng nào? Chúng ta bấm máy ra bao nhiêu ha? À, thầy tính ra kết quả rồi. Có 60 là 1/2, 5 × 12 là 60, 60 nhân với 1/2 ra là 30. 30 nhân 10 mũ trừ 8 tức là sẽ là 3 nhân 10 mũ trừ 7 bé. Câu B. Mấy con số này thì tính viết thì nhẩm cũng được mấy đứa, khỏi cần giải. Câu 31. Có một đám nguyên tử gồm 4 mức năng lượng EK, EL, EM, N chiếu vào nguyên tử này một chùm sáng mà mỗi photon có năng lượng epsilon bằng EN trừ EK. Đúng không? Thì nó sẽ hấp thụ cái photon năng lượng N trừ EK thì nó sẽ chuyển lên cái trạng thái dừng của năng lượng là N. Đó, trạng thái dừng năng lượng N. Chúng ta nhớ nè, K nè, thầy vẽ ở đây đi. K L M N đi. K nè, L M N 1 nè, 2 nè, 3 nè. Như vậy khi mà nó hấp thụ photon có năng lượng epsilon bằng N trừ EK, nó sẽ lên cái trạng thái dừng của năng lượng N là N nhỏ bằng 4. Thì nguyên tử này phát ra số bạch là bao nhiêu? Số bạch phát ra tính theo thức n bằng n nhỏ nhân n nhỏ trừ 1 chia cho 2. Đồng ý chưa? Bằng ở đây n là bao nhiêu nào? N là 4 nè. Nhân với 4 trừ 1 chia 2. Ra được là 6 bạch nè, đáp án D. Đúng nào? Chúng ta nhìn cuối màn hình chúng ta sẽ thấy bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 12 giờ 17 phút đúng nào? Những cái lúc thầy rảnh rỗi thầy sẽ dành thời gian thì xây dựng kênh YouTube để giúp học trò đam mê với thầy mà. Rồi nhớ chia sẻ kênh YouTube giúp thầy nha, đăng ký kênh ủng hộ thầy. Câu 32. Một cái con lắc đơn dao động có độ dài L1 dao động với chu kỳ T1 là 0,8 giây. Một cái con lắc đơn khác có độ dài L2 dao động với chu kỳ T2 bằng 0,6 giây. Vậy chu kỳ con lắc đơn có độ dài L1 cộng L2 là bao nhiêu? Quá dễ, cái này học thuộc thôi. T bằng căn của T1 bình cộng với T2 bình, cái này khỏi chứng minh ha. Con lắc đơn có độ dài L1 cộng L2 thì chu kỳ T bằng căn T1 bình cộng T2 bình ra là 1 giây. Quá đơn giản. Nhưng để học thuộc cái công thức này là vấn đề khó. Thầy nói thêm là nếu như chỗ này dấu trừ thì chỗ này cũng sẽ là dấu gì? Dấu trừ. Và tất nhiên T1 phải lớn hơn T2. Đồng ý chưa? Rồi. Câu 33. Một sợi dây đàn hồi dài 80 cm, tức là L là 0,8 m. Tại sao thầy đổi ra 0,8 m? Chúng ta nhìn đáp án bên dưới đó. Đáp án dưới là mét trên dây. Đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động với tần số 50 Hz là F nè.
theo phương du có AB, trên dây có sóng dừng dưới bốn bụng sóng, bốn bụng nè, thì AB là nút sóng nè, số bụng bằng số bó, hai đầu cố định, AB là nút sóng là hai đầu cố định, bốn bụng sóng thì tất nhiên là bốn bó, k là bốn, đồng ý chưa? Muốn tính vận tốc dễ luôn, dùng công thức L bằng k lambda trên 2. Ở đây thì xài L bằng k nhân với V chia cho 2F. Đồng ý chưa? 2F. Như vậy mình sẽ có được V bằng gì? L nhân với 2F và chia cho k. Số bó bằng số bụng nha. L là 0,8 nhân 2 nè, F là 50 nè và chia k là 4 nè. Ở đây nhẩm được mà. 0,8 nhân căm là 80 phải không? 80 chia 4 ra 20. Đáp án C. Ok chưa? 20 mét trên dây. Rồi câu số 34. Một máy biến áp lý tưởng có điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. À, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 110V. Như vậy thì ở đây chính là U1 nè, sơ cấp U1 nè, thứ cấp là U2 nè. Biết số vòng dây cuộn sơ cấp là 500 là N1 nè. Vậy số vòng dây cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Với máy biến áp lý tưởng, chúng ta có công thức là U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Đồng ý chưa? U dưới này là tỷ lệ thuận nha, tương đương U1 là 220, U2 là 110. Đúng nào? N1 là 500, N2 đáng tiền. Ở đây thì nhẩm luôn cũng được nữa, tại vì thầy thấy là U từ 220 xuống 110 là U giảm 2 lần, N giảm 2 lần, 500 chia 2 ra 250, câu B. Đúng nào? Bạn nào biết được U với N là tỷ lệ thuận là được. U giảm 2 lần, N giảm 2 lần. Bạn không thì cứ giải như thầy cũng được. Đồng ý chưa? Rồi câu số 35. Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có bị thức Y bằng 10 căn 2 có 100 mT. Biết tụ điện có điện dung C bằng 250 trên pi. Cái này là microfarad nha. Xin lỗi các em. Đây là thiếu sót này, microfarad. À, điện áp giữa hai bảng tụ điện có bị thức là. Như vậy với tụ điện chúng ta nhớ nè, tụ điện là U chậm hơn Y gốc bao nhiêu? U là chậm, mà chỉ có tụ điện thôi nha, hơn Y gốc bao nhiêu? Pi trên 2. Như đây là bị thức Y nè. Đúng là mà U chậm hơn Y gốc Pi trên 2 thì đằng sau mình trừ thêm Pi trên 2, chỉ có một cái đáp án đề thôi. Đôi khi những bài trắc nghiệm có những bài nhìn vô là bằng một cái kiến thức cơ bản thôi mình đã chọn được đáp án rồi. Đồng ý chưa? Rồi bây giờ nè, bây giờ Y không có rồi không nào? Thầy đang tìm cách giúp chúng ta tính luôn tại sao U không là 400 căn 2 ha. Y không là 10 căn 2 đúng không? Vậy giờ thầy tính ZC. Đây, màu hồng đang tính đi. À, ZC bằng 1 trên C nhân Omega bằng 1 trên C là như là 250 phần pi. Microfarad đổi sang farad là nhân 10 mũ trừ 6. Không nào, nhân Omega là nhiêu? Omega là nè, căn pi. Rồi bấm máy vô này thầy. Vậy là ZC thầy tính ra được là 40 ohm. Chắc chắn 40 ohm. Đúng không? Rồi U0C sẽ bằng Y0 nhân cho ZC. Chỉ có một phần tử, ở đây đang có một phần tử thôi. Như vậy thì Y0 là 10 căn 2. Rồi nhân với lại 40 bằng 400 căn 2. Rồi à, cái trò rõ chưa? Rồi như vậy thì thầy trò chúng ta đã hoàn thiện câu số 35 rồi, đồng ý chưa? Rồi tiếp tục tới câu 36. Mạch dao động gồm C có hiệu điện thế cực đại là 4,8V là U0 đấy. C là 30 nanofarad, đổi sang farad là nhân 10 mũ trừ 9. L là 25 mH, đổi sang henry là 5 nhân cho 10 mũ trừ 3. Cường độ dòng điện hiệu dụng là bao nhiêu? Ở đây mình tính Y0 trước đi. Công thức là U con lợn Y0 bằng U0 căn C trên L. Thầy đọc chưa? U con lợn lại Y với U ra U. Đó. Bằng U0 là 48 nè. C là 30 nanofarad là nhân 10 mũ trừ 9 nè. L là 25 mH là 25 nhân với 10 mũ trừ 3 nè. Rồi bấm máy coi ra bao nhiêu ha. Rồi như vậy thì được kết quả là ra là Y0 là
5,258 nhân 10 mũ trừ 3 ampe. Chúng ta đổi về mm luôn, vậy y không sẽ bằng 5,258 miliampe. Ampe đổi sang mm là nhân 1000 mất 10 mũ trừ 3 đi. Đúng nào? Rồi, nhiều bạn nhìn tới đây, bạn đánh nha. Thì ở đây mình chọn ngay đáp án là câu C chặt lắc rồi. Chúng ta đang tính được y không mà người ta cần chúng ta tính y gì? Y hiệu dụng. Đến đây mình tính y hiệu dụng bằng gì? Bằng y không chia cho căn 2. Đúng nào, lấy số vừa tính được là 5,258 chia cho căn 2. Thầy được kết quả ra là 3,718, 3,718 miliampe. Như vậy 3,718 tức là 3,72 câu A nhé. Rồi, như vậy thầy vừa giúp chúng ta hoàn thiện được tới cái câu số 36 rồi. Đúng không? Nếu mà chúng ta giải được cái câu 36 mà không sai sót là chúng ta lấy được 9 điểm. Đồng ý chưa? Rồi, tới câu số 37. Câu này thầy giải bằng bên bảng phụ nha, bảng phụ đi. Trong thí nghiệm y ân về giao thoa ánh sáng, đơn sắc có bước sóng 0,6 micromet, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màng là 1,5 m. Trên màng MN là hai điểm nằm ở hai phía, nằm hai phía nha, so với vân trung tâm. Cách vân trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,68 64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là đó, ở đây chúng ta có hai câu là ba câu chứ, ba câu khó không nào. Để thì copy màn hình cái này, dán qua đây. Dễ làm lắm. Câu này nếu mà chúng ta lưu ý kỹ ở trong cái video hồi video hồi trước trước thầy giải á, là đã có rồi. Có đúng dạng như vậy luôn á. Đó. Rồi đầu tiên là thầy trò mình tính gì trước biết không? Chúng ta tính y trước. Y trước. Đơn giản thôi, tính y thôi. Ở đây chúng ta có là lambda nè, chúng ta có a, có d luôn nè, tính y trước. Y bằng lambda nhân d cho nên vào nhà phải có chìa khóa. Cái khóa vào nhà trong cái phần sóng ánh sáng này chính là phản phần y. Y lambda là 0,6 nè. D là 1,5 nè. A là 0,5 nè. Đó. Như vậy cái này nhẩm thôi cũng được đó. Ra là 1,8 mm. Đồng ý chưa? Rồi, xm xn có đâu không nào? Bây giờ số vân sáng thỏ công thức K nhỏ hơn xn trên y lớn hơn xm trên y. Nhớ là có dấu trừ nữa nha. Tại mn nằm hai bên vân trung tâm nên mình trái có thêm dấu trừ. Chúng ta thấy vô. Vậy K nó sẽ nhỏ hơn, lớn hơn. Lấy xn là 4,64 chia cho 1,8. 4,64 chia cho 1,8 bằng 2,577, thì ghi 2,5 thôi. Đồng ý chưa? 2,5. Rồi lớn hơn xm này bên trái nè, đó là 6,484 chứ 6,84. Đó. 6,84 chia cho 1,8. 3,8. Có dấu trừ nha, trừ 3,8. Như vậy thì cái số nguyên lớn nhất mà lấy được là số 2. Đúng rồi, nhỏ 2,5 mà. K là số nguyên. Và số nguyên nhỏ nhất mà lấy được là số trừ, trừ 3. Đúng nào, lớn hơn trừ 3,8 thì mình lấy được là trừ 3. Đồng ý chưa? Như vậy đến đây chúng ta tính số vân sáng sẽ bằng là K mắt trừ cho K min cộng cho 1. Đồng ý chưa? K mắt là 2 trừ K min là trừ 3 cộng cho 1. K bằng là 6. Đồng ý chưa? Vậy số vân sáng mà thầy chọn ta cần tìm đó chính là 6 vân sáng. Chúng ta chọn đáp án A. Ok chưa? Rồi 37A nha. Rồi bây giờ chúng ta là tiết gì một like cho thầy chứ đúng không nào? Rồi chúng ta đến câu 38. 38. 37, 38 là còn 39, 40 đúng không nào? Rồi 38. Rồi chúng ta đến câu 38 nè. Ở một nơi trên trái đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa L1, X01, F1
L2, S02, F2 lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn, lực kéo dày cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Ở đây cho là 3L2 bằng 2L1, 2S02 bằng 3 lần S01, tính tỷ số F1 trên F2. Các bạn dễ làm, rất dễ làm. Chúng ta nhìn đề hướng dẫn nè. Đây là F maximum bằng M nhân ô ga bình nhân với S0 bằng M ô ga bình là G trên gì? Cho nên là nhân với S0. Đồng ý chưa? Như vậy thì M là khối lượng, ở đây là cùng khối lượng giống nhau nè, và cho cùng khối lượng nè. Và cùng một nơi luôn. Vậy M với L giống nhau, có nào? À, không nữa. M với G giống nhau, cùng khối lượng và cùng một nơi. Như vậy khối lượng M và gia tốc G là giống nhau. Ok chưa? Vậy chỉ khác nhau chỗ là S0 với L thôi. Như vậy bây giờ thầy lập tỷ số nè, các em cùng nhau nhìn nha, lấy F1 chia F2 bằng. Như vậy thì M nhân G nhỏ giống nhau mất rồi. Vậy F1 sẽ còn lại là S01 chia L1. Đồng ý chưa? Rồi, F2 chỉ còn lại là S02 chia L2. Rồi, chúng ta viết lại nè, S01 chia L1 nhân nghịch đảo lại là L2 chia cho gì? S02. Đồng ý chưa? Rồi, thế giới luôn. S01 chia L1 để nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy thế nè. 3L2 bằng 2L1. Đúng không? Vậy L2 sẽ bằng 2L1 trên 3. Trên 3. Đồng ý chưa? Rồi, 2S02 bằng 3 lần S01. Có nghĩa là S02 mình sẽ thế bằng là 3S01 chia 2. 3S01 chia 2. Đồng ý chưa? Bây giờ các trò cùng nhau nhìn nè. Thay đổi sang màu đỏ rồi. Vậy S01 chia S01 mất. L1 với L1 mất. Vậy còn lại 2 phần 3 mà chia 3 phần 2. Nghịch đảo lại phải là 2 phần 3 bình quân không? Ra 4 phần 9. 4 phần 9 là đáp án gì? Đáp án A. Quá dễ đúng không? Rất là dễ. Như vậy thầy trò chúng ta vừa trải qua câu số 38. Rất dễ dàng. Đồng ý chưa? Thì còn 2 câu nữa thôi là hết đề này. Trong bộ đề này chỉ cần các em làm được 32 câu thôi là được 8 điểm rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Câu 39 này easy rồi. Có nào? 39. Vậy thì copy luôn, thì qua đây thì giải cho dễ nhìn. Rộng rãi mà ha. Hồi trước thầy soạn video thì chừa bằng trống thì giải cho nó luôn, nhưng mà sau này thì cảm thấy rằng là làm như vậy á nó cũng được, nhưng mà tốn thời gian của thầy trò mình. Với mất công phải chuẩn bị nữa. Nên sau này thì sử dụng bản phụ thì giải nó hay hơn. Đó. À, một cái nguồn âm điểm đặt tại ô phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và phản xạ âm, hai điểm MN lần lượt cách ô là R và R cho 50, có cường độ âm tương ứng là Y và 4Y, giá trị R là bao nhiêu? Đó. Bây giờ thầy cho mình nhìn thấy dễ hình này. Ví dụ đây ô là nguồn âm nha, ô là nguồn âm. Ô là nguồn âm, nó phát âm đi nè, đồng ý chưa? Điểm M và N cách ô, đây điểm M. À, M cách ô là đoạn này chính là R, đồng ý chưa? Còn điểm N cách ô, đoạn này cũng chính là R. Nhưng mà chúng ta lưu ý nè, thầy gọi này R1 đi. Vậy R1 chính là R, vậy R2, đúng nào? R2 bằng R trừ bao nhiêu? R trừ 50, đồng ý chưa? Hai điểm MN lần lượt cách ô là R và R trừ 50. Vậy là điểm N ở gần nguồn hơn. Có cường độ âm tương ứng là Y1 và Y2. Vậy Y1 là Y, Y2 là 4Y. Muốn giải bài toán này, chúng ta chỉ cần biết một công thức thôi. Một công thức duy nhất thôi là giải được. Y1 trên Y2 bằng 10 mũ L1 trừ L2 bằng R2 trên R1. Tất cả bình quân. Một công thức này thôi. Chúng ta thấy vô nè, tương đương Y1 là bao nhiêu nè? Y1 là Y, Y2 là 4Y bằng R2. R2 mình thấy là R trừ 50.
chia cho R1 là R. Tất cả bình phương. Y chia 4Y ra là 1 phần 4. Đồng ý chưa? Bấm shift show thôi. Bấm shift show thì chúng ta ra được R là 100m. 100m. Quá đơn giản đúng không? 100m đáp án gì? Đáp án C. Ok chưa? Đáp án C. Rồi chúng ta đến câu số 40 nha. Câu 40. Câu 40. Đặt điện áp U bằng 220 căn 2 cos 100 PT vào hai đầu động mạch. Mắt nối tiếp gồm điện trở 20 ohm, cuộn cảm có độ từ cảm 0,8 trên pi Henry và cầu điện có điện dung C là 10 mũ trừ 3 trên 6 pi farad. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 110 căn 3 volt thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu? Đó. Bài này là ngoài khó đấy, không dễ chút nào đâu. Chúng ta nhìn nè, ở đây là vector y đi. Vector y. Đó, chiều này chiều dương nha. Chiều dương. Như vậy thì chúng ta thấy nè, ở đây có 3 phần tử, đây là UR cùng qua với y nè, UR. UL sẽ sớm qua hơn y có bao nhiêu? Pi trên 2 nè. UL nè, đang dễ nhắc lại chúng ta. Cái này gọi là giãn độ Riemann, đây là UC nè. Đồng ý chưa? Đây điểm O ha. Như vậy chúng ta thấy nè, là hai anh này UR với UL là lệch pha nhau một góc pi trên 2. Đúng không? Mà hai đại lượng lệch pha nhau một góc pi trên 2 thì chúng ta luôn có điều này là U nhỏ L trên U không L tất cả bình phương cộng U nhỏ R trên U không R tất cả bình phương bằng 1. Thầy biết chữ hơi xấu đấy. Đúng không? Lấy U tức thời chia Y U cực đại bình phương cộng lại bằng 1. Như vậy thì bây giờ nè, cái 100 căn 3 này chính là U nhỏ R. Bây giờ mình đang tính điện áp tức thời là tính gì? U nhỏ L này, bằng chấm hỏi. Như vậy thì bây giờ muốn tính được, muốn áp dụng được công thức này chúng ta phải đi tính cái gì? U không L với U không R. Rồi bây giờ thầy cho chúng ta cùng nhau tiến hành nha. Đầu tiên là thầy nói thung thế này, bài này do thầy trình bày muốn nhanh gọn lẹ thì thầy nói hơi nhanh chút nha. Đầu tiên là thầy tính ZL trước. ZL là omega nhân L. Đúng nào, kem tự thế số vô nha. Là 80 nè, 80 ohm. Rồi tính luôn ZC là 1 phần omega C. Tự thế số vô nha. Này đúng đơn vị hết rồi, ra 60 ohm. Đồng ý chưa? Rồi mình tính Z bằng căn của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Đó. Với R là nhiêu? 20 ohm nè. Đó. Vậy thì nó sẽ ra Z là 20 căn 2 đơn vị là ohm. Đồng ý chưa? Có Z rồi. Có U0 chưa? U0 đây 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 đây, U0 là 220 căn 2, đúng nào? Lập tức tính Y0 như thầy. Y0 bằng U0 chia cho Z. 220 căn 2 chia cho 20 căn 2 nó ra là 11 ampere. Đồng ý chưa? Như vậy sau khi mà có được Y0 rồi thì thầy lập tức tính cái gì nào? Thầy lập tức tính là U0R sẽ bằng Y0 nhân R. 11 mà nhân với lại 20 thì sẽ ra là 220 volt. Các em tự thấy số vô nha. Rồi tính U0L bằng Y0 nhân ZL. 11 nhân ZL là 80. Vậy sẽ ra là 880 volt. Chúng ta nhìn lại hết đi. Đến bây giờ thầy trò mình đã có đầy đủ chưa? Mình đã có được U nhỏ R là như 100 căn 3. Mình đã có được U0R là 220. Mình đã có được U0L là 880. Đúng nào? Vậy thế giờ công thức này chúng ta thể dục thì chúng ta sẽ có là U nhỏ L đang tìm nè, U nhỏ L đang tìm chia U0L là 880 nè, tất cả bình phương cộng U nhỏ R bao nhiêu quên rồi,
110 căn 3. 110 căn 3 chia cho U0R là 220. Tất cả bình phương bằng 1. Cái này bấm shift show thôi, chúng ta sẽ tính được điện áp tức thời ở hai đầu cụm cảm U nhỏ L bằng. Cái này thì tính rồi nha, thầy nhớ luôn, kết quả là 440V. Ok chưa? Muốn giải được bài toán này á, chúng ta thấy không nào? Nếu nó khó thì nó không khó, nó dễ, hoàn toàn không dễ. Đồng ý chưa? Chúng ta phải biết mối quan hệ giữa U tức thời U nhỏ tức thời R và U nhỏ tức thời L, nó lệch qua nhau một góc pi trên 2. Đúng nào? Rồi vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã học, chúng ta tính được là y không nè, chúng ta tính được là U0R, chúng ta tính được U0L nè. Đúng nào? Rồi thế vào cái biểu thức độc lập với thời gian, công thức màu đen á. Đây nè, đây nè. Đó là chúng ta sẽ tính được U nhỏ L là 440V. Vậy chúng ta chọn đáp án là câu gì ạ? Đáp án A. Các cậu rõ chưa? Đáp án A. Như vậy thì đến đây là thầy vừa hướng dẫn chúng ta là giải chi tiết xong đề cương luyện tập ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cụ thể thầy đã giải xong đề số 7. Đúng nào? Và hẹn gặp chúng ta ở cái video lần sau, thầy sẽ giải tiếp một đề nữa cho chúng ta. Xin chào các em.